Và đây sẽ là một bài tập vô cùng thú vị, liên kết với bài tập trước mà Khánh Anh vừa gửi đến cho tất cả quý vị. Với người lớn thì chúng ta sẽ suy nghĩ những cái vật dụng hoặc những cái ý tưởng nào cần thiết cho tương lai rất là đơn giản, những điều đó thực tế trong cuộc sống. Nhưng với trẻ con thì điều đó không hề dễ dàng một chút nào. Và chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé. Mình muốn rằng tương lai của mình sẽ chế tạo được một con robot thật là bự, có rất là nhiều tài năng để giúp chúng ta trong việc học nè, việc nhà cửa nè, giúp cha, giúp mẹ nè. Mình ước là muốn con mình sẽ sáng chế được cái máy. Cái máy này nó cũng giống như cái máy in vậy. Mình bỏ bài tập vô là nó sẽ in ra kết quả cho mình luôn. Không, cái này bài tập. Trời ơi, lúc đó không biết chừng nào nó cũng xa vời lắm. Ôi, ước mơ. Ước mơ của mình là như vậy á. Giờ mình ước rằng mai mốt nó sẽ trở thành hiện thực. Ước mơ của mình sau này thì sẽ là chế tạo ra một con robot có thể sao chép tất cả các bài tập về nhà, thì nó có thể làm tất cả bài tập ở trên trường, ở trên lớp, và tất cả bài tập mà mình yêu cầu thì nó sẽ làm hết. Mai mốt mình ước sẽ tạo ra một chiếc xe RV vừa có thể đi vừa có thể làm nhà. Hết 1, 2, 3, 7. Ba đứa mình đều có một ước mơ, đó là một chiếc tủ thần kỳ. Một chiếc tủ thần kỳ như vậy á, có thể đựng mọi thứ trên trái đất. Ví dụ như nhung giam cũng có, mà kể cả những vệ tinh được phóng bên ngoài vũ trụ cũng có nữa. Đúng rồi, ba đứa mình đều có một ý tưởng chung, và ba đứa mình sẽ biến điều đó thành sự thật. Một, hai.